Đây thưa quý vị, chiêm ngưỡng nhan sắc của Hà Văn Quý của chúng em nha. Bà cũng chưa hợp áo đằng ly nữa kìa. Trời ơi, đẹp trai vậy cha. Xuất sắc. Thôi bây giờ Diễm chào đi, để thôi bà con không nhớ. Tại bình thường Diễm hóa trang rồi. Hóa trang thì cưng. Xin chào mọi người. Ông nhớ em không? Thằng này cố tình rõ ràng luôn đó. Thương trường cái đó, mày làm gì được gì vậy? Tên tôi không Trường. Trường, tên tôi không? Hai đứa mặc cái áo cũng tìm tìm nhau nè. Xứng quá nè. Ôm cái coi. Biết sao không? Tôi sợ chừng mày đang tét nát đó. Đây thưa quý vị, chiêm ngưỡng nhan sắc của Hà Văn Quý của chúng em nha. Bà cũng chưa hợp áo à?
áo rằn ri nữa kìa. Trời ơi, đẹp trai vậy cha. Xuất sắc. Thôi bây giờ Diễm chào đi đến thôi, bà con không nhớ tại bình thường Diễm hóa trang rồi. Hóa trang đi cưng. Chào mọi người. Nhớ em không? Em thấy Diễm nè. Dạ, tại vì Thí Diễm tiết lộ với quý vị, Thí Diễm đã đi bộ đội được 2 tuần rồi quý vị. Dạ, bữa nay là trốn quân ngũ và đi coi lương tô. Dạ, cho nên là... Không, hôm nay là ngày đầu tiên đi khám nghiệm vụ quân sự. Không, hôm nay đó. Bữa hổm nó đi khám nghiệm cái vụ quân sự, nó mượn cái đầm của ta, ta còn nhớ mà. Ôi trời, tùy đến tôi quý vị, nhưng mà làm em bởi vì không biết gì chân ngày hôm qua ta mới diễn xong đó. Làm gì đi 2 tuần. Đó, bữa nay là bắt đầu là đi là đến đây nè, bữa nay là đăng ký đó. Vậy hả? Là chào tạm biệt. À, chào tạm biệt đó hả? Đúng rồi đó. Rồi, thôi bữa nay hôm sau đâu mình cứ mặc đồ này cho nó quen đi, nữa vài bữa nữa mình vô cái quân trường của mình mặc không có quen. Thôi mình diễn luôn nha. Dạ, kiểu gì? Thôi mình hát là hát con số tặng bà con đi. Tặng bà con đi, hát đi. Trời, như bộ đội vô mà không, vậy ta cũng không biết nó bắn về đường nào đó, hay là trời lụi đạn như không đó. Không biết làm gì vô ở trọng luôn á. Thật sự luôn, ta tức dễ sợ. Mày vô trọng mày phải gồng lên, Lê Trường. Cái đây cưng, ra đây. Gồng phải là như Lê Trường nè. Thấy ta gồng này thấy không? Thôi mày đi vô trong luôn, đi vô trong. Coi như ta chưa nói gì đi. Rồi, vô tiếp đi, vô tiếp đi. Cầu cao lắm, làm quá làm. Ghê quá, có đoàn vậy không đó. Rồi gì đây, lên cầu mấy. Gì đây mấy, anh không mấy. Còn phải giấu đâu. Giấu gì? Lộ đi. Chi vậy? Lên cầu cũng bóng lắm đó quý vị. Làm chi? Chi đồ nữa. Sợ gì đây, giờ có cái gì? Sống gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây đang cô đơn phải không? Đang đàn con phải không? Đang đàn con đúng không? Sao tháng đàn con? Có đàn con không? Ai nói em? Có. Không có hả? Em có đọc mượn đặc biệt, không có đàn con. Chối. Sống gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây. Quên một thời gian chỉ ở với bức thơ. Lòng nhau ngoài mưa lắm em bụng lầy. Khi xưa trẻ con nào đã có biết yêu, vô tư chạy theo lũ ban đặc biệt. Từng chiều từng chiều dòng trên tháng ngày, 32. Hồi xưa còn trẻ con em dạy vậy đó. Lớn lên cái dạy luôn. Xuống cũng cửa. Sao? Lâu quá mới gặp anh. Mới tuần trước mà gặp nhau lâu đầu lâu. Rồi giờ là tới đây em á, đường quá thì ầm cái được không? Ừ. Nó bụi quá. Kỳ quá. Không chịu nổi cái mùi này anh trong. Em tính tình, anh ơi bắt nhẹ. Sao mà tính tình gì kỳ cục vậy? Sao? Chị em trong đoàn với nhau không à? Em xem anh như một người chị vậy đó. Mà anh đối xử với em vậy trời. Nè. Nói nhau không ra cái gì hết trơn. Dữ vậy? Không phải, tự nhiên nó ôm cái đưa cái nách. Mày bất dạy. Gì? Mày thấy anh không cao bằng mày rồi mày làm gì kỳ vậy? Mày mất dạy cái gì? Không phải là dơ cái nách mà ngang tầm. Không, anh không cảm cho nó ngang tầm, không tính anh ấy lại. Mày đang thử lại coi. Nè. Nè mày... Nó ngang cái tầm. Cái đó là tao thấy mày cố tình rõ ràng luôn đó. Thứ trường cái đó mày làm gì được gì vậy? Tin tôi không trường. Trường. Tin tôi không? Hai đứa mặc cái áo cũng tìm tìm nhau nè. Xứng quá nè. Ôm cái coi. Biết sao không? Tôi sợ chân mày đang tét nát á. Phải đàn ông không? Tao cứ khẩm luôn. Phải không? Phải không? Thấy mặt, thấy mặt đồ đàn ông mà phải không? Giống như là nó bóng mà nó vô mùa hay sao á. Trời ơi. Bình thường nó mới múc thôi, bữa nay nó nở tè le tắt lét luôn. Nó bóng hơn tôi luôn đó. Đây nè. Trương. Đây nè. Mày nhìn không có ra. Cái này không phải là đàn ông. Đàn ông đây nè. Mày tìm đàn ông đây nè. Ôm chị lộ một cái đi, chị cao quá thì kêu chị không xuống. Tao không được rồi, tao biết mày thân với tao lắm, không cần ôm đâu. Thân ai để lo đi má. Em kể cho nghe, hồi nãy Lê Trường ở trong phòng thay đồ với em á, Trương ra đây nè. Hỏi em, ủa bà phải độn dòng ba phải không? Cho mặc áo cho ôm cho nó đẹp đúng không? Ừ. Rồi diễn lại cái nét tôi không độn sao nè. Tôi không có độn. Cái gì? Đâu có độn đâu. Làm con gái được không? Ủa sao ta đụng vòng 3 mày đụng vòng 2 chi vậy? Mày với chị Cầm Nhung hay gì quá vậy nè. Trời ơi, tự nhiên vòng 3 không đụng vòng 2 vậy mẹ.
Hồi nãy má ngồi trong phòng make up á, má đừng có chỉ đừng có làm như vậy thôi, lỡ chị quy tiên mà sao chị nín thở thì chị tắt thở luôn đó. 1, 2, 3 thả nè. Tưởng hay gì? À xin lỗi chị Cẩm Nhung, ra đây. Ra đây. Trời ơi xin lỗi chị. Ngày hôm nay nhìn vòng ba của chị Nhung đi rồi bà trả lời. Thế này à. Nghe nè quý vị. Nghe nè, chị ra đây chưa? Chị đứng yên đi. Nghe nè quý vị. Có bà lộ lại đây thử coi. Có ai mà không độn không? Đây lại đây. Nè nghe nè. Chị vỗ đi chị. Không, mày mình đưa ra cũng dỗ để làm cái chuyện khác rồi là quần đó. Đây nè. Bà hay vậy đó. Nghe cái tiếng nè. Cái đây chị. Dỗ cái làm đó. Ba tấm niệm kim đan 2.5. Chị ơi, mình kêu lưu tôn có đâu có quảng cáo niệm đâu. Mà em lưu ý chị nghe. Nó thầm dữ lắm nha chị. Dạ. Rồi, ok anh Cường, hát đi không sao đâu. Em út nó không có cố tình đâu nè. Nó vô tình thôi. Mới mốt anh đừng có đứng gần nó nha. Rồi, ok vô hát nha. Thôi đứng xa hát em. Su gì đây con số gì đây cơ ra mà con mấy con mẹ gì đây su gì đây su gì đây nghe nhau nhìn nhau nghe nhau nhìn nhau vui vui nhìn nhau mắt tuôn lệ trào từ đây xa cách không còn ta trông thấy nhau từ gì cứ bỏ chạy là sang thôi mà đứng xa mình kêu nhau đi mắt tuôn đi chào từ nay xa cách không còn ta trông thấy nhau từ giá lên đường em đi chốn xa nơi lại đây này chính biệt anh lên đường ngồi cao xanh ông bài ra chi bài cái gì vậy vô duyên tình vẫn đi anh đi về nơi đâu em đây ngoài vô người duyên ta đành sao con mười sao con mười sao con mười sao sợ dễ sợ cái hôm của em là mùi hương ở nằm say là bay hết trơn con mười sao con mười sao con mười sao bốn gì đây bốn gì đây bốn gì ra bốn gì đây bốn gì đây bốn gì đây khi biết em mang ghi cầm ca đêm đêm phòng trà dân tiếng hát cho người đời họ tìm mô vui hỏi rằng em mới có yêu anh đời ta mãi còn nhau 46 cái đó có gì 46 đầu dài chúc mừng cho em gái và ngay bây giờ không có thời gian của tất cả chúng ta cũng đã bắt đầu cùng dùng lượng dòng lời đặc biệt đầu tiên mời bé 30.000 đồng với tặng phẩm rất là giá trị đến từ nhà tài trợ ẩm thực Trần quý vị đừng bỏ qua và...